Chào mọi người nhá. Hôm nay lạnh quá. Hello. Đây đây này này, chị kê nè. Chị thấy trước mặt chị rồi. Cầm sọt kênh đấy. Bên trái đây, bên trái. Đây này chị bị bắn nè. Ok, chị kê được. Yên tâm. Lên đi. Cái váy chị bị đứng. Cay vãi nồi à. Ở bên đi bắn đi. Tự nhiên cái nó bị giật à. Nó bị giật một cái xong rồi chị chết luôn. Sao cái váy chị nó cứ lắc lắc sao á? Chị ăn máu rồi nó cứ giật sao á? Rồi lại nè. Chị nhảy khu nào chị lút dạo đi tại vì chị giật lắm. Trời ơi. bực mình ghê á. Cay dữ sợ luôn á. Cay vãi. À, chết nữa rồi. Quê quá à. Sắp Noel rồi, chơi game mà giật lắc như thế này các bạn bỏ mình đi chơi mất. Làm sao mà để chơi FPS cao đây? Chơi thế này đau đầu quá à. Nâng cấp kẹt đồ họa. Thế làm sao để streamer? Nâng cấp CPU. Chả nhẽ bộ máy của mình lại cùi đến thế sao? Mà làm sao mà nó mượt rồi còn đẹp đây? Mua cả dàn máy mới. Nhưng mà điều quan trọng đầu tiên là tiền đâu? Anh Hoàng vừa đập donate 60 triệu đây. Nhưng mà hỏi thêm một nốt câu cuối là bây giờ có tiền rồi làm sao mà mua chỗ nào đây? Mình không biết chỗ nào hết đấy. Ngân, à, qua đây thì chắc là mua máy mới đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tại vì máy tính của em nó cũng giật lắc á, với lại lâu lắm rồi ạ. À rồi, có nghĩa là máy cũ bây giờ nâng cấp máy mới thì ngoài muốn nâng cấp máy để stream thì còn muốn máy đẹp đẽ một tí không? Dạ tất nhiên, sao là đẹp là được ạ. Rồi, dạ. Con gái mà. Rồi ok, thì nếu muốn máy đẹp nhá thì cùng đi qua đây nhá. Dạ đi. Ok. Ôi cái này đẹp nè. À, có vẻ như là Ngân có mắt nhìn đấy, bởi vì cái này nó là một trong những linh kiện mà gọi là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vẻ đẹp của bộ PC. Thì những linh kiện như thế này, và ở đây thì nó xếp gọi là khá hợp lý rồi. Và ở dưới này là card đồ họa, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều về thiết kế. Thì Ngân thấy như thế nào? Ở đây nó xếp từ bé lớn luôn này. Đấy, Ngân nhìn Ngân thích cái nào nhất? Thích cái này. À, cứ thích cái nào nó cái kiểu vừa to vừa dài là thì thích rồi. Đây. Đây là con MSI RTX 2080 Gaming X Trio. Gọi thuộc hàng đỉnh của đỉnh nhất bây giờ. Thì đối với nhu cầu của một gamer hay là một streamer thì nó quá đáp ứng quá đủ. Với streamer chuyên nghiệp như là Ngân ấy, thì con này quá là tốt. Đây, Ngân có thể cầm xem thử ấy. Ôi, cũng nhẹ quá anh nhờ. Nó có 3 cái quạt luôn. Đã thật. Đây. Em lấy con này đi. Lấy con này luôn ấy. Dạ. Đấy, Ngân có vẻ chơi hơi bị mạnh tay ấy, rất là sang. Thì chuyển với cả bo mạch chủ đi. Dạ. Nó cũng ảnh hưởng đến thiết kế của bộ cây mà. Bởi vì nhìn vào Ngân sẽ thấy luôn. Thì ở đây, bé này, lớn. Thì Ngân thấy cái nào đẹp nhất rồi. Đây. Đỏ rồi xám, trắng các thứ. Ngân thích cái nào nhất? Anh thích cái này. Rồi, một lần nữa Ngân lại biết cách chọn đấy. Thôi, hình như cái nào để ở bên đây là mắc nhất đúng không ạ? Đúng rồi, ở bên đấy nó gần như là mắc nhất rồi. Nói chung là Ngân không thể chọn được cái nào mà cao cấp hơn được nữa. Thì đây, Ngân thấy không? Rất là đẹp. Dạ, đây, có kiểu đẹp. Góc, cạnh, các thứ. Rồi ở đây á, còn có LED RGB này. LED RGB nói chung là khắp nơi luôn. Đấy. Ngân muốn cầm thử không? Đấy, nói chung là chủ nhân tương lai của nó mà. Cứ cầm thử ấy. Dạ, đẹp anh nhờ. Đúng rồi. Nói chung là hàng đỉnh mà thì nó phải thế thôi. Em lấy con này luôn. Z390 Godline. Lấy con này luôn á. Vâng. Ngon, nhưng mà cho mình hỏi lại một chút. Thì chính là tổng kinh phí Ngân đầu tư là bao nhiêu? Bởi vì hai con này nó rất là đắt. Em tính mua máy stream tầm 50 đến 60 triệu thôi ạ. 50 đến 60 á. Dạ. Để mình tính lại giá nhá. Dạ. Con Godline này nó khoảng 16 triệu. Đấy, con RTX 2080 Gaming Trio kia nó khoảng 36 triệu. Cộng lại nó khoảng 52 triệu là hết rồi.
thì làm rồi. Sao làm sao mua được một cây mới đúng không? Còn có 8 triệu đâu không? Đúng rồi đấy thì ok thì mình có thể giúp Ngân chọn lại dạ. Mà thiết kế nó vẫn đẹp, mình có thể chọn một con khác nó thiết kế nó cũng tương tự nhưng mà nó chỉ có hiệu năng kém hơn một chút nhưng mà giá tiền thì nó rẻ hơn rất là nhiều dạ. Có khoảng 26 triệu thôi, đấy là con MSI RTX 2080 không có ti nhé dạ. Bản Game XGO thì nó ít thiết kế y xì như này dạ. Không khác gì luôn, giá nó khoảng tầm 26 triệu thì mình thấy nó rất là phù hợp với cả nhu cầu build của Ngân rồi dạ. Rồi còn về bo mạch chủ ở đây thì Ngân thấy cái này đẹp không? Dạ cũng được ạ, nhưng mà em vẫn thích cái này hơn. Thì còn cái này thì đắt quá đúng không? Đúng rồi, cái đấy nó đắt, hơi đắt quá nhưng mà với nhu cầu của Ngân thì mình nghĩ là như này nó là ổn rồi. Bởi vì nó cũng gọi là để so với đồ đẹp so với cái kia thì chắc chắn rất là khó nhưng dạ. Mà như này mình nghĩ chắc là cũng đã đẹp rồi. Vừa đủ với em. Đúng rồi, đủ với cả Ngân rồi. Bởi vì nó cũng vừa đủ với cả cái kinh phí dưới 60 triệu dạ. Mà nó cũng có màu trắng trắng các thứ nữa. Thì mình dạ. nghĩ chắc là nó sẽ nữ tính hơn dạ. Thì ở đây nó cũng có LED RGB này. À, cái này có luôn. Có LED RGB nhìn nó kiểu đập le rồi. Nói chung là ở bên dưới này, lúc mà cắm vào cây, cái này dạ. nó cũng sẽ hắt vào cây, nó nhìn rất là đẹp. Đấy, nó hắt ra sau. Rồi nói chung về đồ chơi ở trên này thì Ngân thoải mái đi, nó dư để Ngân dùng mà. Đấy. Con này thì bao nhiêu ạ? Con này giá con này là khoảng tầm 6 triệu rưỡi. Đấy, nó số lẻ con kia thôi. Đấy. Thì bây giờ là hai cái linh kiện này thì nó cũng ảnh hưởng đến thiết kế nó khá là nhiều. Thì còn một cái nữa nó sẽ ảnh hưởng tiếp với cái thiết kế mà Ngân sẽ chọn. Thì chỉ là cái vỏ cây. Thì mời Ngân sẽ là đi qua bên này, chúng ta sẽ chọn vỏ cây nhá. Dạ dạ ok. Đấy. Rồi đây sẽ là chỗ để Ngân chọn vỏ cây dạ. Đây có mấy mẫu từ đắt đến rẻ, từ to đến bé thì Ngân thích cái nào? Chắc là em chọn cái này là em nhắm nãy giờ. À có vẻ như mắt Ngân hơi bị đẹp ấy. Nãy giờ chọn toàn đô sĩ không nhưng mà có một điều hơi buồn, đấy chính là giá cây này hơi đắt. Ngân thì khoảng tầm 60 triệu để build rồi nhưng mà cái cây này mất 9 triệu rồi dạ. Đấy thì sẽ rất khó để build những linh kiện khác. Đấy, cái này hơi đắt quá nhưng mà thực ra là mình đang ngắm một cái để chúng ta chọn trước rồi. Đấy, dạ. Dưới tay mình đây. Đây là một chiếc vỏ cây nó cùng thương hiệu với cả hai cái cạc đồ họa với cả main board mà nãy Ngân chọn lên, nó cùng được của MSI dạ. Thì nó kiểu đồng bộ thương hiệu thì nhìn nó kiểu xịn sò hơn một chút dạ. Đấy, nhưng mà nó cũng kiểu bé bé xinh xinh. Mình nghĩ là nó cũng phù hợp với con gái thôi. Nhưng mà mình kiểu như là nếu mà mình nói nhiều quá anh Ngân có vẻ hơi đau đầu với con gái mà. Dạ đúng rồi, nhiều quá. Đấy, nói nhiều quá nổ não mất thì dạ. mình sẽ tự làm cho Ngân luôn dạ. Đấy, sau đó mình sẽ tự lắp cho Ngân. Và với chương trình khuyến mãi của Computer thì nếu mà Ngân build bộ máy có giá khoảng 60 triệu thì Ngân sẽ được giảm 4 triệu tiền mặt. Ồ. Đấy. Nhưng mà thế bây giờ em không giảm, em lấy cái tiền đó em đổi thành quà đúng không anh? Đương nhiên là được rồi. Dạ. Đấy. Nếu mà Ngân đã nói như này thì chắc là Ngân đang ngắm đến một cái gì đấy rồi đúng không? Dạ. Nãy giờ em ní cái con chuột đi ba đó. Lại con chuột màu hồng. Cái ngắm được hai con luôn. Đủ không anh? Đương nhiên hai con đấy nó đúng rồi, hai giá hai con đấy sẽ là dưới 4 triệu và chắc chắn là Ngân sẽ được chọn hai con chuột đấy. Ngân dạ. muốn xem qua một chút không? Dạ có. Đây, chúng ta đi nhá. Dạ. Chờ Ngân hơi lâu ấy, nãy giờ có vẻ xem chuột hơi lâu, lắp xong máy rồi. Đấy. Thì nó cũng nói chung là lắp xong rồi, nhìn ngoài thì nó không khác gì đâu, nhưng mà thực ra bật đèn lên thì nó nhìn mới khác thôi. Còn bên ngoài thì nhìn nó cũng như vậy. Đấy thì bây giờ thì Ngân có vẻ như là Ngân sẽ được ôm nó về nhà. Em hào hứng lắm, nhưng mà nhà em ở trong Sài Gòn thì làm sao? Không sao, nhà mình có trực thăng. Đấy. Okay, chở trực thăng về thẳng Hồ Chí Minh luôn. Dạ, đây. Ok.